Nói vụ ơi, rồi chắc buổi sáng học đi, có gì về ấy rồi. Ở đây kìa. Nãy nãy có nói chuyện học rồi, có Út mày mãi. Ở đây kìa, ở đây kìa. Vụ gì mà sạn vậy, nói gì đó. Mày đi cái nước sạn gì. Không phải cái này nó bị con Nguyệt bị ban á, năng khỉ á.